Chào anh em nhá. Đang vớt một số anh em cái xì tai do lăng qua Ramaha này. Anh em nào lấy tí nữa úp lên Facebook luôn nhá. Xì tai do lăng này cho Ramaha nhá. Ai nấy giơ tay phát chấm phát nào. Xem mà không ai không 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 bình luận gì à? Ai lấy không nhiều lắm, giờ đang cố gắng vớt Bolero với lại cha cha nha, nằm ở khoảng tầm mấy chục cái á. Anh em về sửa lại một chút xíu nữa là được. Là chưa ok. Đây thì tay năng nó có đuôi là SL nhá. Này chỉ tay này đó. Nghe thử cái cha cha này này. Đây là xì tai đơn lăng nha, chưa vớt nha. Bây giờ vớt thử qua Yamaha này để mình nghe thử xem giống không nha. Mena này. Nghe chắc phết đấy. Nghe được không? Tia hay lấy thì để lại mình sẽ úp lên đấy nha. Nó nằm 44 chi tai này, bắt đầu nó đang vớt này đó, anh em nhìn thấy không? Chi tai năng này mình có úp rồi đó, úp ở trên video đó. Bộ của thằng Khải này chơi hay lắm, còn ai mà lấy bộ Pro 2.1 20.1 Pro của Trung Kiên bán 1 triệu á thì nhắn tin qua Facebook gửi cho luôn nha. Cái phần mềm này mà bị nó dính cái virus nào mới tắt đi rồi mới cài được, nó crack mới cài được. Hiện tại này tí nữa có úp lên nhóm nha, anh em ai nữa thì lấy nha. Tại vì mình cũng test thử cho nghe đấy. Bên Rô Lăng và bên chạy sang bên Raha đấy, Yamaha đấy. Những style này chỉ tay không Sam này. Anh em nào lấy thì đi vào nơi dữ liệu lấy nha. Còn muốn đổi sang drum hoặc là sang cái gì khác á, thì anh này anh có bơi sang Giam 2 em ơi. Thế anh úp trong nhóm nơi chia sẻ dữ liệu á, cái nhóm của anh á. Anh úp lên đấy rồi về mà sửa, muốn sửa thành drum sam thì thay drum sam vô thôi. Nó nhiều quá, cái này cái thằng Bonazo là 35 chi tai mà cái này là 44 chi tai nhá. Cái này từ Zô Lăng nha, BK9, từ BK3 đến BK9. Xì tai E7 luôn. Anh có vớt quá.
anh vượt qua Yamaha. Nói chung là cái này thì nó không phân biệt dòng đàn nha. Nó chạy từ trừ thằng E43, E33 gì đấy. Là không nó xì ta hai men cái đấy phải sửa lại nhá. Còn như thằng 700 cho đến 975 là ok luôn. Tại anh lười quá, hôm nay anh mới có thời gian anh làm này. Cứ về nhà là giờ nó lên trên giường ngủ mẹ rồi. Đây là những cái xì tai của Trung Kiên với lại mấy cái cao thủ của bên E7 họ làm á. Thì hôm nay giờ mới rảnh mới làm cho anh em được. Ai lấy tí vào nhóm lấy. Cái này không để bát nha. Nó thẳng luôn là không để bát đâu, cứ thế vào tải thôi. Còn anh nào mà muốn giải nén này thì cứ win ra mới nhất. Không nói nhiều, giải trên máy vi tính. Ông mấy thầy cứ hỏi là tại sao mà anh ơi em không giải nén được thế này thế kia, tại vì mình nén trên máy vi tính mà nén toàn win mới nhất, cài win mới nhất mà giờ hỏi thì cháu chịu rồi. Ừ tí anh úp lên nhóm nhá Quyết ơi. Đây là xong được 44 xì tai này, bây giờ sang ballad này. Tại vì cái phần mềm này thì nó copy như này thì nó thường thường hay bị lỗi, nó cứ một lần làm một số ấy thì mình lại phải tắt đi bật lại chứ không để thì nó lại nhớ cái bộ cũ. Cái này là crack rồi nha. Đây vô lăng này, vào bất kỳ nào cũng được. Thì đây là nó cái đang nó ở cha cha này, giờ mình muốn sang cái khác thì mình phải nhấn sang khác đây chứ. Ví dụ như Ballad dân ca đây này, mình nghe thử thôi. Đấy là men A này, nghe phần mềm này thì nó không được hay đâu, bỏ ăn đàn mới nghe được. Được. Mười chín cái nha. Nói chung này có thời gian làm thì cũng được thế, nhưng mà do là anh không có thời gian anh làm á. Thì anh em ai lấy thì tí vô nhóm lấy. Chờ lâu rồi hay là slow sộp gì đấy anh em tí vô lấy. Mình gửi cả một mớ đây, tại vì xì tai này edit của xì tai vô lăng á. Chào nhí cu tí nha. Tí này về là nghịch này chơi cho vui này. Nói xong em nữa rồi đó. Nào mà nó bị nó có drum sam á thì là nó sẽ không có, nó sẽ bị lỗi nhá, bớt không được. Ừ, xong này. Để xem còn cái gì nó hay hay nữa không thì vớt luôn. Tại vì úp làm trên nghe trên vô lăng thì nghe hay lắm, không biết sang Yamaha thế nào. Cái bộ xì tai edit hôm trước anh em tải về hết đi. Bộ đấy voi ok lắm á. Chánh Ninh đồ là ok lắm. Đây ballad này. Slow ballad. Cái này vớt rồi.
Những cái này disco sợ nó không hay lắm. Chào Xuyên Phạm nha. Chào Phương nha, chào nhà Phương nha. Mình đang cover một số cái của E7 á, mấy BK9 á cho anh em xài. Và nghe test thử luôn trên phần mềm luôn. Chào Quang Thiện nha. Đang cố gắng vớt mấy cái xì tai vô lăng qua bên Yamaha. Đây không có cái pha, không đây không có bộ xét nào vớt qua luôn cho vui này. Để xem có bộ xét nào vớt qua cho xem anh em về edit cho vui nhá. Cái này bớt thì thay theo vần thì hơi nhiều nhiều quá, ngồi mất công mất thời gian xem. Chỉ tay SX9 là sao em? Xuyên Phạm ơi, Xuyên Phan ơi. Chỉ tay này nó chạy được hết các từ các dòng đời thấp đến dòng đời cao nha, từ 900 đổ xuống 700 nha. SX xuống BRSX nha. Này, test luôn cái đó, đây là bên này nó đã vớt sang bên Yamaha rồi nha. Cái phần bên đây này là của Yamaha này. Đó. Còn đây là bên của Ronan này. Còn đây là của Yamaha này. Phần mềm này là 3.70 nhá. Còn mấy phần này cao quá là mình không chưa mình chưa làm. Tại ít mỏ quá. Cái này nói chung là nó chạy được hết trên các cái ấy nhá, trên các cái dòng đàn đời thấp đời cao gì xả lên được hết nhá. Với lại cái đây này, anh em vào cái kênh này lấy hộ dùng cái bộ style edit này rất chi là nhiều luôn, nhưng tại anh em không 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 chịu để ý này. Cái trang này là cái trang group này, này là cái trang của mình này, anh em thấy không, mình đang livestream trên cái trang này nha. Thì cái bộ xì tai edit đây là nó nhiều cao thủ ở đây. Bộ này voi viết là ok luôn, link dưới phần miêu tả của YouTube ạ. Cái này có luôn. Có sẵn intro nhá. Cái này, cái này này nó có sẵn intro này. Xì tai theo vần này. Edit thường này. Anh em hỏi là phần mềm miêu tả nằm ở đâu thì thực ra một phần mềm miêu tả đây này. Đó, chưa hiển phần hiển thị thêm mà bên điện thoại thì nó sẽ có một cái dấu V ở phía này này, anh em nhấn xuống là thấy này. Là nó hiển thị lên cho anh em thấy này. Đây thì nó có voi viết đầy đủ nhá. Nói chung là bộ này thì chơi là khỏi cần ấy luôn, chơi thì khỏi như 770 á. 770 là voi mà ít, mà lấy cái voi này là xài ok luôn nhá. Còn như cái bộ này là mình cũng úp lên này. Bộ V2 của cây bông ép cây bo này là mới nhá. Bộc kích mới luôn á. Anh em lấy thì cứ vào cái dữ liệu bên cái kênh của mình lấy. Nhiều lắm. Nói chung là đầy lũ cũ ra. Mà anh em chẳng có ai chịu vào lấy thôi. Lấy không cần like được, chỉ vào lấy vào xem cho mình còn tầm 3 phút là ok rồi. Nhiều quá trời luôn. Đây disco tắc lô này. Đây, mình cho các bạn nghe đây này, cái thằng là disco băng này, hình như là chắc không được này.
Disco à? Disco banh này. Nghe thử à. Nó cái phần mềm này thì nó không không được hay đâu, nghe trên phần mềm không được hay đâu, ra nghe trên, nghe ở trên cái đàn nó đọc thì hay. Anh cũng úp cái phần mềm anh úp ở trên ấy rồi em, nô tim này. Bớt thử bớt đại cái này đi, anh úp phần mềm rồi, có cần thiết thì anh úp lại cho thôi. Thì anh úp cái này lên kênh ấy thì vào coi thử rồi vào lấy. Nếu mà có máy mà có diệt virus á thì phải tắt đi mới cài được nha, không nó đẩy giá, nó bị nó bị nó gọi là cái gì thế này, nó gọi là cái bên 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 phần mềm virus, nó tưởng là cái crack ấy là nó xóa nha. Hôm nọ anh bị mất BK5 răng mi em ơi. Các chỉ tay edit đồ gì đấy đây này, lên này đánh là BK5 răng mi này. Đây này em, là những cái ví dụ như anh em muốn tìm dữ liệu đúng không, nhấp vào cái này đây, vào phần video này thì anh em tìm tẹt luôn, nó nhiều lắm. Nói chung là đây này, những cái nào mới nhất mình úp lên đây này, kể cả voi kể cả ép cái bo V3, có những gì tài úp đây là mình có đây, mình vẫn úp bình thường cho anh em này. Nhưng mà có số cái để bát này, nói chung là nhiều lắm. Đây cái này nó nói chung là bớt sang thì nhanh lắm, nó xong rồi đây. Giờ kiếm cái bộ thằng co này, đây này, còng này, be còng này. Xem thử là bờ rồi đi. Xét sút gì thì chơi mần mù ấy, xem nào, xem được không. Hình như là mình không còn cái bộ nào xét nào trong cái đây Quang Tấn này, chút Sam Style đây, ông tê tên con gái anh em ơi. Thế nào nghe em nào. À cái này nó có ấy rồi, cái này nó có tiếng Sam rồi, không được này, một mớ này chỉ tay này, này là Eric Spatlock gì đây này, nó kêu là cái này như là có Sam, cái Sam nó không nhận được. Để coi thử coi xem cái thằng user xem nào, xem có nào nó có không sao không. Match cha cha, ok, vẫn bị cha cha thì nhiều lắm. Giáp xem nào, vớt sang được không. Giáp này, cái này nó không có, nó có tiếng Sam nên không 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 không, không vớt được anh em ạ. Còn cái phần mềm này thì nó cũng có thể vớt từ RAM 2 sang qua RAM 2 được nhá. Mình thì cứ thích vớt số lăng qua RAM 2 cho anh em xài cho vui à. Tango bốt cha cha, mấy cái điệu này không biết có hay không, mình chưa test bộ này, mình chưa test. À mà mềm cover để tí nữa anh úp lại cho anh, tại vì anh giờ
Tí nữa anh ấy lại thì anh úp lại cho. Đàn nguyên. Cái này được này, để mình úp mình ấy làm lại cái phần mẹ mình vớt xong. Phú Hải ơi, tí nữa anh úp lên cho nhá. Thì anh úp lại cho. Úp lại không có gì thì cứ gọi điện cho anh rồi, hoặc là nhắn tin qua anh chỉ cho. Không giờ anh chỉ nó trên đây này. Khi giải nén ra thì phần mềm này nó sẽ có hai phần như này. Đây. Phần này là phần phần này phần cài đặt nhá, nó có chữ SE Centup này. Em nhìn thấy không? Thì khi mà cài giải nén khi cài nó chạy xong thì nó sẽ cái phần mềm gọi là phần mềm patch này. Nếu mà có máy diệt virus nếu mà có cái phần mềm diệt virus thì em tắt đi nhá. Em tắt đi rồi em copy cái này. Tìm đến cái phần mềm của nó. Đây ví dụ như ổ đĩa C là ổ đĩa để mình cài đặt đúng không? Ví dụ như cài đặt ở ổ này là ba from fry 86 này thì nó tự nhiên nó tìm tới được cái đây. Xt user đó là mình copy vào. Đây. Khi mình copy vào thì nó có sẽ như này. Đó. Và sau đó là bên khi mà cài đặt xong thì bên này nó sẽ cái này đây này. Nó đòi xóa này, virus đòi xóa này, đó. Nó dính nó cứ bị là nó xóa à, vào là nó bị cái phần patch nó xóa đi à. Giờ là cái phần mềm nó có thể bị lỗi này. Thằng virus này nhiều khi phiền hà với nó lắm. Mà không cài thì nhiều khi mà nhiều cái phần mềm nó bị ấy thì nó lại hay bị dính. Nhiều khi nhọc lắm. Mình upload mình làm nốt cái thằng đan nguyên này nữa nha cho anh em nha. Rồi mình sẽ để trên đấy đây. Cái thằng này là thằng HF này, cái bộ này là của Hoài Phương này. Chào Tâm Ngô nha. Ok em, để tí nữa anh úp lại cho. Thì đây này này nó sẽ có intro này, mình nghe thử intro có nhá. Đó, giờ này mình nghe lại có bên bên thằng thằng giam ha này, cái này là vớt sang giam ha này. Intro 1, intro 2. Được ạ. Xem bao nhiêu bài tất cả nào. mười chín style nhá của bên Đan Nguyên đấy nhá. Đúng rồi, có file patch là nó bị, nó tưởng là bên ấy á, nó tưởng là nó bị virus á, là phải tắt nó đi. Anh nói anh cài anh bực thôi rồi luôn, cứ vớt được mấy cái là nó lại bị à. Nên giờ là phải làm đây, đang có chỗ mấy thằng em nó ở nhóm nó kêu là anh vớt một số thì ta intro đây này. Hôm nọ mình có để cái bộ đấy xong, để nó tí nó vớt xong rồi mình chỉ cho. Cái bộ mình hôm nọ mình mới úp lên nghe hay lắm á, mà mấy anh em thì họ lại không để ý. Mà đâu, cái thằng diệt virus này nó nặng nhằng lắm, nhiều khi muốn đập nó chết mẹ ấy. Không cài vào thì nó toàn bị virus thôi. Hôm trước nó làm hư mất cái ổ cứng này, nó làm hư mất cái màn hình này, mình cứ tưởng là nó bị sao, làm quá mất hết bao nhiêu dữ liệu, lũ khủ dữ liệu luôn, mà giờ mất sạch xanh,
kiếm lại không được. Đây là cái bộ xì tay edit này, này nha, mình đã giải nén là bình thường nha. Những cái dữ liệu đây là có những edit đầu tùm lum tà la hết, những xì tay thường hay xì tay theo vần là chạy ok này. Mà căn bản bản bên đây nó có bộ voi này. Anh em thấy không? Voi thường. Voi thường thôi nhưng mà lại nghe là hấp dẫn cực. Đó. Anh em em vào cái video vào cái kênh của mình tìm là có đây này. Ví dụ như anh em mà muốn chơi full từ 750 trở lên đến SX7 mới SX9 là nó không không nhận được cái voi nhá. Mình không biết là đuôi gì. Cho số điện thoại đối xuyên phạ xuyên fan ơi. 0942 932 579. Mình đang livestream cái tí nữa có gì thì alo hoặc là gọi qua Messenger đi. Một đời cũng có anh em người ta xin đồ mà người ta bảo là anh ơi thì em hậu tạ như nào, bảo thôi hậu tạ gì nhớ đến nhau là được rồi. Đây là những cái bộ này nha. Đây là những cái này. Mình trả nén nha này. Đây này có cả voi Khánh Ninh nha. Không xam nha anh em. Nhớ là cái phần mẹ cái khi mình nén vào thì mình sẽ để hết là ở chế độ trong đây, ở chế độ nén. Giờ nếu mà mình muốn lấy ra đây này, giờ thì mình giải nén ra này. Có những cái gì ở trong đây anh em mà thấy hay á, đâu rồi đây, voi đây, đây này có Khánh Linh này, à, anh em nhìn thấy nhá. Chào Minh Tuấn nha. Những cái tiếng này là đã căn chỉnh đầy đủ rồi nhá. Và những cái xì tai này, những cái Khánh Linh đồ này có hết đây này. Đó, anh em nhìn thấy không? Khánh Linh Minh Đông An này. Anh em lấy về làm cái băng tiếng á. Chơi thêm một ít nữa vào. Đây này, những cái này là không xam hết này. SX7, SX9 là mình không biết nó có chạy được không. Nhưng mà mấy một số anh em là họ tải về. Nhưng mà cái SX là không hình như nó không hiển thị nhá, từ 750 cho trở lên nhá. Đấy, xì tai theo phần này, xì tai thường này, có hết này. Đây có bộ VDM này mà giờ mà không nhớ mật khẩu luôn. Không làm sao lấy được, phát khùng được. Này nhiều lắm rồi. Cái anh em nên nhớ là thằng Yamaha với này cái thằng có nó đều là đuôi đuôi của nó là đuôi STI nhá. Còn thằng Roland thì nó lại đuôi của nó lại khác nha. Đây. Ví dụ như Roland đây là đuôi STL này. Thì mình có cover thì mình cover xong thì mình nghe cho phần mềm là ok đấy. Cũng nhiều đại đi. Đặt lại cái tên này để nhớ cái. Để úp lên cái diver nó không bị chồng. Mấy ca thôi, cái này chỉ có mấy ca thôi.
phần mềm WorkM có úp rồi, có úp nhựa ở lâu lắm ở trên đây rồi này, có úp lâu lắm này này, để coi thử coi xem còn không. Tại vì bữa đợt ngày xưa úp lên để cho, chỉ cho anh em mà cái hồi đấy là cái book nó bị ghét cái úp lên cái link diver là nó toàn bị ấy thôi, nó toàn bị xóa thôi. Thế mà nó làm cái kênh này để úp cho vui thôi, làm cho vui mà. Nói chung là cũng không kiếm tiền kiếm chắc. À đây này. Mình cái này hình như là có ghi một phần bình luận đây này. Đây này. Anh em nhìn thấy không? Cái này có ghi một phần bình luận này. Hồi đấy làm từ 19 tháng 3 năm 2019 kìa, lâu lắm rồi. Cũng khá lâu rồi. Để tí nữa úp lại vào cái kênh YouTube đấy nha. Chứ đưa lên trên kia là nó tưởng là ấy là nó lại bị xóa nha. Anh em ủng hộ thì vào kênh ủng hộ cho mình cũng được. Nói chung là mấy thời gian gần đây là họ xin xịt tai với đồ linh tinh nhiều lắm. Chào công danh nhá. Họ xin nhiều lắm, đồ đạc đây này, nhiều rất chi là nhiều nhưng mà mình không có thời gian. Thì để thôi giờ để mình tạm biệt anh em, để mình lên mình úp lại cho anh em cái phần mềm với lại cái style nhá. Anh em nào muốn lấy bắc úp Pro 2 2.01 đó, của Trung Kiên á thì nhắn tin qua nhá. Bộ ích quyền với lại bộ gì đấy lên dây ở mình free hết ạ, chứ mình không có bán đâu nhá. Nó làm đâu ấy nhỉ, mới ấy xong làm đâu. Ôi chào anh em nhá, có gì thì anh em vào trong nhóm thì có thể là mình để dưới phần bình luận ạ. Nên sao lên muộn đấy sang ơi. anh biết rồi mà, nhưng mà ý là để anh úp mấy cái style lên để cho anh, đây 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 đâu style siêu lăng. Vừa rồi em mới úp cái đồ của Yamaha lên ở đây 77k. Anh em cần ví dụ như cần dữ liệu hay là cần cái chì tai gì mà thấy ấy thì có gì thì sư phụ bận thì bọn em mẹ chị mẹ đói nhe răng rồi. Có mấy cái đồ hôm nọ anh úp lên kênh ấy lấy chưa? Sang ơi. Cái này này. Một mớ đồ hay này. Test thử coi. Đang định úp lại cho anh em cái lấy về xài đi. Úp lại cái phần mềm cover style cái. Có gì để anh em hỏi biết được trả lời. Nhiều khi ngày xưa úp lên cái này mà cứ úp lên Facebook là nó xóa. Mà úp đây sợ nó có bị virus nên nó lại đéo cho tải nữa mới sợ gì này. Ấy lên vào trong kênh tải về cái. Bát là cái số điện thoại của anh là 0942 932 579. À quên, để cover cái cái ấy mà ba đồ linh tinh anh đang vớt cái chì tay Yamaha qua bên Zolang qua bên Yamaha. Để anh vớt mấy chì tay cơ bản của thằng Pro Kiên đây nè. Chỉ có mỗi cái 2.1 Pro thôi.
là thấy đang hot, đang bán cả triệu bạc ấy, chẳng biết sao. Anh test rồi đấy, anh thấy là style chắc vậy đây này, để xem thử nào. Còn gì tai BK9 này à, bên đây thì không biết là em có thích lấy không, để tí anh gửi qua cho. Đấy nha, cái bộ xì tai 2.1 bộ đồ của Trung Kiên nha. Để mình vớt luôn lần nữa mình gửi cho anh em edit luôn này. Đây, bác úp này. Nó bát xô đồ tùm lum hết. Lũ khổ rồi. Cái này thì BK5 thì chịu, không 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 nhận được. Mà cái này sợ có Sam không nhận được á. Em mất công lại 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 lại, lại vỡ mồm tìm nó, vỡ mồm này. Chị tay mà sao để lựa tầm 7 quá nhỉ. Thôi, để thế thôi, để bữa sau thử xem, chưa test cái bộ này, chưa test nữa. Thử luôn nhá, à thật luôn chứ thử gì nữa. Anh em người ta test quá trời luôn mà. Thôi giờ chào anh em nhá, để mình úp lên kênh cho anh em lấy về xài cái nha.